bắn 10 mà bắn. Đừng có đi nhanh quá. Như con thằng á. Nó dưới này, tầng 1 này. Ông hết rồi. Mình chết luôn. Chết rồi, Tụi hết đạn. Mình hết đạn để nó đập mình chứ. À cày thế nhờ. Tiền cho anh nghèo quá, nó xuống rồi, tôi xuống ba hàng chóng nhà, đông lắm. Enemy UAV overhead. Nó trên. Enemy UAV overhead. Anh lên đây. À, phương anh để láo. Em không đẩy đâu. Bỏ, đánh nó, Ừ, hay quá. Rồi. Có người nhảy xuống anh ơi, mới nhảy xuống rồi. Chạy đâu? Enemy UAV overhead. Đây này. Ngoài. Ngoài sao rồi? Ura. Ôi đéo đủ. Ít mẹ nó vần lâu quá. Nghèo quá. Thằng ngoài này đã lút đâu. Đấy. Đủ rồi này. Mắc tiền chợ đấy. Đây. Tiền chợ. Mắn súng gì được ta. Đi đâu anh em? Nhà xanh phát nhở? Nhà xanh rồi. Nhà xanh rồi. Tử địa rồi. Thì dạ, đây chưa ai lút này. Thôi đéo lút nữa. Sẵn rồi, Vào đi, Sẵn rồi, cửa sổ nhà xanh. Có người trước mặt. Anh nghe rồi. Ơi, móc em. Anh bị tụi nó bị tụi lên trên này, bắn lên trên này, anh nằm kìa. Em ơi, chậm mà. We need recon here. Ôi, nó lại chiếm lại ấy kìa. Tẩy nhà xanh chứ không bị kẹp ở đây này. Lấy đồ nhanh lên đi. Enemy UAV overhead. Bọn nó à, control có nữa rồi kìa. Cẩn thận bị kẹp này. Ôi đâu ấy? Vỡ giáp rồi. Cửa sổ chạy. Lính tâm rồi. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Đi lên. An enemy team is hunting you. Stay alert. Trèo lên mái. Mẹ mày. No way.
No way. Demo. Friendly UAV overhead. Mình trái nè, chỗ này mình chạy qua nè. Cục luôn. Dạ, control quay về control đi. Một bị miên. Objective is to eliminate the bounty target. Trái không chỗ. Bây giờ còn đó hả? Trong nhà. Tao ngồi đây thôi. Friendly UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Everyone's in the safe zone. Down. Bounty target is down. Well done. Enemy UAV overhead. Grab him. Hey, lên đi, vỡ lớp xanh rồi. Nào tiếp à? Ai không ai à? Dạ. Lo rồi. Friendly UAV overhead. Lên máy. Chiếm máy. Ai chưa có gót thời gian nãy chết lụm rồi qua. Ôi có. Gas is moving in. New safe zone located. Target eliminado. Tiệt ơi. Ở dưới nhà này. Assaulting through. Nghe nhạc mà. Dưới nhà này nhá. Dưới nhà đông. Lại chửi. Dưới nhà hai thằng. Thế sao mấy cái thằng bạn thế nhỉ? Đẩy không? Đi vào hai thằng này, Ui. Bỏ đây. Anh xem đâu, ta không thấy nữa ta. Enemy UAV overhead. Anyone use body armor? Cố tách. Anh điên à. Hostile patrol. Sustaining fire. Losing ground. Mover. Chuyện nó mắp. Anh cho anh. Xuống. Xuống này tách đường này thôi. Ôi mặt sát rồi anh. Điên mẹ. Đào một. Đổi mạng rồi. Cuốn luôn. Lâm ơi. Đào một đổi mạng rồi. Thằng đó nó không có tự sát. Coi chừng nó mắp làm sao anh Trinh. Chịu không sao trên này. Ôi. Bắn đầu vậy. 3-4 thằng gì găm lắm. 3-1 là. Mẹ. Một thằng vỡ say rồi. Té nhà chết à. Lùi. Còn mẹ nè. Xuống cuối đồng các bạn. Xuống cuối này các bạn. Xuống tiếng ghi rồi. Nó biết rồi. Chưa, nó chưa đuổi đâu, vẫn trên đấy. Bốn thằng vẫn trên này. Xong chạy vào luôn này. Anh không có giáp luôn á. Không có giáp
Trắng giáp luôn. Có hàng đằng sau luôn, có hàng đằng sau luôn. Ê, phóng phát, tao lọt cái súng lắm lắm. Nghe lắm, lọt cái súng, lọt cái súng à. Lọt mày cái súng. Ê. Gas is moving. Hay quá. Dưới này có ai, dưới này có ai. Throwing stun. Lâu da, lâu dò, lọt xin. Thôi xin rồi. Ê, có giáp. Đi chơi, đi chơi mình nè, đi chơi mình nè. Nó không có chỗ nào mua giáp được. Tiền thì nhiều. Thôi, chạy ra, nó bắn, chạy ra, bắn bể cái đầu. Tầng này thôi, còn chạy được lúc tung. Còn 4 người gì? 4 người 2 team, còn 4 thằng 2 team anh em. Tụi nó lẻ lẻ rồi, 2-2 hết trơn sao rồi. Nghe khó chơi thế. Sợ bo chạy ra mới hỏi. Trên đầu mình ba hàng không gót nè. Ê, nghe tiếng chân. Gas is moving. Dưới chân luôn, ngay dưới chân luôn Lâm. Biết cái góc này không? Ngay dưới chân luôn, góc này chưa? Ờ. Bây giờ sao? Mua không? Trophy system active. Thôi. Cố Lâm. Ôi địt mẹ đéo thấy đó. Nó vẫn ngồi trên. Vẫn trên lắm. À, thắng rồi. Ôi đừng. Còn hàng trên đâu, chờ hàng trên nhảy xuống rồi thôi anh. Bắn luôn Phương anh ơi. Nhảy xuống em. Win luôn em. Hay quá. Ôi giời. Hàng kia bị xem chi bắn con ít rồi.